Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Nay ngày 25 tháng 7 thì em về được hai cặp loa, đó là 77A và 88A4312 Catron Monitor. Những dòng loa tuyển hết về các bác nhé. 77A thì các bác biết độ hot hết rồi, nó chuyên nghe với những dòng nhạc cổ điển nha. Cặp loa tuyển thì độ đẹp thì khỏi bàn nha các bác, giá là 18.500.000 đấy. 77A ghép với những con âm ly Reserver như là Sansui Pioneer, những dòng âm ly Fixer, những dòng âm ly Mỹ, nghe nhạc vàng, nghe những bên cối rất là hay nha. Đấy, những dòng loa IP của Mỹ nha các bác. 77A đẹp tuyệt vời, 18.500.000 đã bao gồm phí ship nha các bác. Thì đang ở mùa lúa nha các bác, làm nhà lúa. Đây là cặp tiếp tục về 4312 Catron Monitor, đẹp như hoa hậu luôn nha các bác. Cặp này thì series là 117 này, tuyệt vời luôn nha. Khỏi bàn, cặp này là series là 114 và 117 nha các bác. Để các bác lựa chọn thì đúng cặp em gửi cho đúng cặp các bác nha. Cặp này giờ lên giá lý do là sự vận chuyển rất khó nha các bác. Mùa dịch thì em phải mướn ba gác đồ gửi, chứ không đi nhận được nha. Nên giá lên vài trăm. Các bác nào mua những cái đợt trước thì giá nó sẽ ổn hơn, là 20.500.000. Giá đợt này là 21 triệu nha các bác, đã bao gồm phí ship nha. Đó là chuyên khoản đủ thì em sẽ bớt 300.000. Cọc tiền thì bác cọc 10% cho lên. Về cặp nào là đúng cặp nấy nha các bác, em sẽ báo series cho các bác. Cặp này series là 114 và 117. Lúc cặp là thì tiếng loa nó sẽ trùng nhau, nó đều nhau, nó rất là đẹp. Nó có thấy vân gỗ rất đẹp nha. Nó đẹp như hoa hậu luôn nha các bác. Cặp 4312 Catron Monitor 21 triệu nha. Cặp 77A là 18.500.000. Bác nào yêu thích thì liên hệ cho em Chiến nha. Tất cả những sản phẩm em bán ra bảo hành cho các bác nghe riêng nhân bản và chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Đấy, là những cặp vừa về, giờ hàng về rất là khó nha các bác, không như những ngày trước nữa. Về lắc nhắc mà đi nhận hàng cũng rất là khó. Về 2 ngày rồi mà em phải để dưới kia, và đã sáng nay đã mướn kêu ba gác chở lên chốt, chứ không thể mà mình qua chốt được. Tốn đủ thứ tiền hết nha các bác, nên nó lên vài trăm. Thì các bác nào có cân đối được thì alo cho em Chiến, nhưng bù lại là hàng rất là đẹp nha các bác.